Tại nhiên mình nghĩ mà nhất quá tam làm gì mà xui quá tam bao bận dưới trời làm gì xui dữ vậy nó một lần này nhất định sẽ thành công mà giữ lắm đó, thì nó bị xúc cái dây cùng dây ra nữa nó đứt cùng dây giữa chừng á thì thì cũng có kinh nghiệm rồi không có gì phải lo hết á như mấy lần trước thì sẽ tháo ra dán tay thôi hello xin chào các bạn chào mừng đến với địa chỉ di động com đây là cái khuôn mặt của mình lúc còn rất là hớn hở ha mới đầu clip mình sẽ làm mình định là mình sẽ làm clip hướng dẫn dán cường lực nhám chống nhìn trộm hai in một của Hoda dành cho iPhone 16 Pro rất là bình thường như những clip khác thôi Ok, bây giờ một chàng trai rất là ngây thơ vô tư Không biết điều gì đang chờ đợi mình sắp tới đây à, Bây giờ mình sẽ mở khui hộp cái này nha à, Xin lỗi các bạn nha Tại vì đeo cái mắt kiến vô thì nó nhìn rõ hơn Nhưng mà nhưng mà nhìn nó, cái mặt nó xấu quá Mình tháo ra cho nó đẹp trai một tí xíu Thì lúc đó mắt lại hay bị nheo nheo nha đây là cái hộp mà có cái khuôn dán nha lần này nó không có làm mặt trên dưới nữa mới làm một mặt ở trên thôi chúng ta up, up ở trên và chúng ta up xuống mặt của điện thoại và chúng ta kéo thôi nha đó thì như các bạn đã biết thì hai cái clip vừa rồi mình cũng dán hoda và clip nào cũng có sự cố cái clip đầu tiên mình dán hoda hộp vàng loại trong một suốt đó, nhìn cho 16 rô mắt đó, thì nó cái mép đó, nó bị hở nha mép hơi bị hở một chút xíu phải phết uh, cái dầu phết mép vào ok clip thứ hai mình dán cái loại uh, à, hoda sapphire cái miếng mà gần 2 triệu các bạn cho 16 đô mắt luôn á thì nó bị đứt cái cọng dây kéo của cái khuôn dáng nè, cái cọng dây nhô nhô lên ở đứt giữa chừng rồi phải dán bằng tay, mệt muốn chết. Đó, và cái clip thứ ba này thực tế nó cũng có một cái chuyện nữa mình cũng chán chả buồn nói nữa nhưng mà phải nói cho các bạn biết luôn không phải là gì tính là cái gì nó cũng có tỷ lệ lỗi nhưng mà không hiểu sao mình lại xu đến mức mà đến lúc mà dán ba loại khác nhau đều cũng hô đa, đều dính dính trưởng đều có chuyện hết trơn ok bây giờ khúc này vẫn là rất là vô tư nha ok tự nhiên nghĩ mà nhức quá tam làm gì mà xui quá tam bao bận dưới vậy trời làm gì xui dữ vậy nó một lần này nhất định sẽ thành công mà dữ lắm đó, thì nó bị xúc cái dây cùng dây ra nữa nó đứt cùng dây giữa chừng đó thì thì cũng có kinh nghiệm rồi không có gì phải lo hết á như mấy lần trước thì sẽ tháo ra dán tay thôi ok ập lên nè chàng trai bắt đầu ập lên đó rất là vô tư coi kỹ cẩn thận coi cộng dây có bị xúc ra không ha đó không có gì hết Rồi ok gắn gắn cái máy vô cái khuôn Cái này dành cho 16 Pro nha các bạn Nhám chống nhìn trộm tức là nó sẽ chống nhìn trộm hai chiều từ hai bên trái bên phải nè Rồi nhám giống vân tay nữa Để các bạn xài cho ít bị dính vân tay mà nó sẽ hơi tối và hơi mờ một chút xíu Tuy nhiên phần hiển thị của cái thằng Hoda nhám chống chấm trộm 16 Pro này thì nó cũng ok nha Nhìn cũng không có chịu lắm Bây giờ rút nè, cầm lên tay rút Cảm thấy nó hơi trượt trượt lỏng lỏng thôi để xuống bàn rút cho nó chắc ăn Đó, bắt đầu rút ra Thì khúc này cũng hơi căng thẳng Xong nó cứng hơi cứng nha, nó hơi cứng, cảm thấy kéo hơi cứng. Ồ coi cũng ngoài tuột tuột ra rồi. Ok được rồi rồi. Nó ngon lần này ngon. Lần này không có cái uh, vấn đề gì hết. Ồ oh, ra được rồi. Rồi miết lên. Miết lên nha. Ok, đó. Cộng dây ra ngon lành, miết lên ngon lành Bây giờ chúng ta sẽ tận hưởng thành quả thôi nào Không còn chuyện gì nữa đâu, thật là tuyệt vời Thật là tuyệt vời, mình nghĩ thầm trong bụng như vậy đó Nhưng mà đâu biết được ờ, Phía trước dông bão là bầu trời Rất là trong xanh, rất là bình yên nha Ok, trời ơi, nó đẹp má ơi, nó đẹp đẹp ghê luôn á ừ, Trời ơi Bọt cũng ít nữa nè, mà cái bọt này đơn giản thôi mà lúc nào chả có thì mình vuốt ra rồi, mình nhích cái kính lên, mình đẩy ra thôi là chuyện bình thường, vô tư, vô tư không có bụi không gì hết nha ok đều đẹp luôn trời lần này tuyệt vời bởi vì tao nói quá tam ba bận làm gì xui nước ba lần đúng không ok không có gì hết trơn tuyệt vời đã 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 Tuy nhiên các bạn biết là cái kính á, thì đâu phải dễ nhìn sơn cái là chúng ta thấy được hết cái khiếm khuyết của nó đâu hãy nhìn kỹ nhìn soi từng miếng từng miếng từ từ đó các bạn mới thấy được nó lúc khúc này thì nghĩ là cũng cũng không có vấn đề gì đâu cũng rất là chuẩn bị rồi sẽ cho các bạn thoi coi này nha khoe hàng nè Khỏe hàng đó 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 bắt đầu, bắt đầu, lắc qua lắc lại cho thấy cho chống nhìn trộm như thế nào nè ha trời ơi nó, nó mướt miếng kiến nó mướt gì đâu luôn á nó nhám nữa mà trời ơi này chơi game mà vuốt vuốt đi phê cái tay luôn nha Đó, nhưng mà trời đất ơi bảo tố phong ba luôn bảo tấp phong ba luôn nè các bạn thấy gì không đó cái đường trắng trắng này nè cái mảng trắng trắng nguyên một đoạn dài khoảng 1 cm luôn trời ơi đó là trời cái viền đen của nó nó bị cái viền đen của nó là cái loại nó là sơn thôi các bạn nó là sơn thôi nó chỉ là sơn mà chỗ này nó bị tróc sơn trời ơi nó tróc sơn trời các bạn thấy đó rồi, xong 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 mấy trăm ngàn của tôi ra đi rồi ui giời ơi không ngờ luôn tiêu thôi chào các bạn nha chán quá chẳng buồn nói nữa luôn